vụ 6 người Việt chết trong khách sạn 5 sao ở Bangkok, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố. Bộ Ngoại giao Mỹ nói chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân tử vong trong vụ 6 người Việt, gồm 2 người có quốc tịch Mỹ, chết ở Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến khách sạn Grand Hyatt Irawan, nơi 6 người Việt tử vong tại Bangkok, Thái Lan ngày 16 tháng 7. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra cái chết của 6 người Việt được tìm thấy trong một căn phòng tại khách sạn cao cấp Grand Hyatt Irawan ở khu Ratchaphan, thủ đô Bangkok hôm 16 tháng 7. 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Theo báo Bangkok Post, 4 trong 6 người Việt tử vong là Nguyễn Thi Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trang Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyễn Thi Phương, 46 tuổi. Hai người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Chong Serin, 56 tuổi và Giang Hung Vang, 55 tuổi. Ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết họ đã nắm được các báo cáo về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok, theo đài CNN. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình về sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trước báo giới. Ông Miller nói thêm, bất cứ khi nào một công dân Mỹ chết ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương khi có công dân Mỹ thiệt mạng và chúng tôi chắc chắn đang làm như vậy. Được biết trong ngày 16 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sanghipong để chúc mừng ông về việc đảm nhận vai trò mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, ảnh Anadolu, ông Miller nói rằng ông không biết liệu vụ việc trên có được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken với người đồng cấp Thái Lan hay không. Cuộc điện đàm có thể diễn ra từ trước khi họ hay tin về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok. Báo Bangkok Post đưa tin giới chức Thái Lan xác nhận các nạn nhân tử vong vì chất độc, song chưa rõ họ tự tử hay bị ai đó đầu độc. Không có vết bầm tím nào được tìm thấy trên cơ thể họ.